Ví dụ chúng ta thực hiện các phép tính sau. A 27 cộng 34. Thực ra 27 và 34 là hai số nguyên dương. Và chúng ta muốn cộng 27 và 34 thì chúng ta cộng những số tự nhiên thôi. Em tập trung đây cho thầy. Nào, ví dụ 1. Nào, câu A của thầy nhá. Chúng ta có 27 cộng với 34 thì bằng 27 cộng với 34, chúng ta cộng những hai số tự nhiên. Tức là 27 cộng 34 của thầy thì bằng 61. Được chưa? Nào, tiếp theo này. B. Trị tuyệt đối của trừ 12 và trị tuyệt đối của trừ 2. Thế thì để các em tính được trị tuyệt đối thì các em cần chú ý cho thầy như sau. Đầu tiên là các em phải biết cách xác định trị tuyệt đối trước. Thì các em thấy này, trị tuyệt đối của một số dương, các em nhớ lại lý thuyết cho thầy này. Trị tuyệt đối của một số dương là chính nó. Trị tuyệt đối của một số âm là số đối của nó. Còn trị tuyệt đối của không cũng chính là chính nó luôn, cũng chính là không luôn. Vậy đây của chúng ta là trị tuyệt đối của trừ 12, tức là trị tuyệt đối của một số âm, tức là bằng số đối của nó. Số đối của nó của chúng ta là 12, cộng trị tuyệt đối của trừ 2 cũng bằng số đối của nó, tại vì trừ 2 là số âm, tức là cộng 12. Vậy bài toán chúng ta đã đưa về cộng 2 trị tuyệt đối thành là cộng 2 số. Số gì? Cộng 2 số dương. Và chúng ta có 12 cộng 2 thì bằng 14. Ok chưa nào các em? Nhá, tiếp theo này. 11 cộng với trị tuyệt đối của trừ 31. Nào, C.